Và kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, cùng hiện diện trong đêm hoan ca của chúng ta trong ngày hôm nay, nhóm sinh viên Công giáo Hòa Thành rất là hân hoan cùng đồng nhiệt chào mừng các anh chị em của nhóm sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội, cũng như các nhóm sinh viên thuộc Hội Sinh viên Công giáo của Tổng Giáo phận Hà Nội. Và ngay bây giờ, chúng con xin được kính mời sự hiện diện trên sân khấu đại diện của các nhóm thuộc Hội Sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội cùng bước lên sân khấu và có những chia sẻ, những lời phát biểu và chúc mừng cùng chung chia niềm vui với nhóm sinh viên Công giáo Hòa Thành của chúng ta trong lễ truyền thống lần thứ 6 trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay mình đến đây cùng với những anh chị em trong có ở Nam nhỉ? Giáo Hà Nội để xin chúc mừng lễ của giáo Hòa Thành lần thứ 6. Ước gì cái câu chủ đề của chúng ta ra khơi cùng Đức Kitô trở thành là một hướng sống của chúng ta, của nhóm sinh viên Công giáo Hòa Thành trong năm nay. Ước gì Đức Kitô cũng cùng chúng ta đi, và có Chúa thì chúng ta không sợ gì. Một lần nữa mình đại diện các anh chị em trong hội sinh viên Công giáo Hòa Thành chúc mừng các anh chị em Công giáo Hòa Thành. Một lần nữa thì thay mặt cho tất cả anh chị em trong ban điều hành của Hội Sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý cộng đoàn và tất cả anh chị em sinh viên Công giáo Hòa Thành đang có mặt tại đây. Vâng, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn cùng tất cả anh chị em nhóm Hòa Thành rất thân mến, ngày hôm nay thật vinh dự và hạnh phúc xin được hiệp ý với anh chị em trong nhóm cầu nguyện cho nhóm bước thêm một tuổi mới, anh chị em có thêm niềm tin, có thêm đức tin và dám làm chứng cho Chúa trong cuộc đời này. Một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng tới anh chị em. Và ngày hôm nay khi đến đây, thay mặt cho cha đặc trách của Hội Sinh viên, cha Kiều cùng với anh chị em trong ban điều hành của Hội Sinh viên, xin mời anh trưởng nhóm có thể tiến lên phía trước. Vâng, một bó hoa tươi thắm của Hội Sinh viên dành cho nhóm sinh viên Công giáo Hòa Thành. Vâng, tiếp theo xin được giới thiệu anh chị em trong các nhóm ngày hôm nay đã đến đây chúc mừng. Vâng, một nhóm khá thân quen với anh chị em Hòa Thành. Vâng, xin giới thiệu anh chị em nhóm sinh viên Công giáo Hải Hà. Vâng, một người em khá xa xôi so với những anh chị em khác trong Hội Sinh viên, một người em nhỏ hơn nữa. Vâng, xin giới thiệu anh chị em nhóm sinh viên Công giáo Thạch Minh. Vâng, tiếp theo xin giới thiệu một cô gái khá xinh xắn của Hội Sinh viên. Vâng, xin giới thiệu trưởng nhóm sinh viên Công giáo Công nghiệp. Vâng, tiếp theo xin giới thiệu một trong những người anh em khá thân của Hà Thành. Vâng, xin giới thiệu anh chị em nhóm sinh viên Công giáo Nông nghiệp. Vâng, tiếp theo xin được giới thiệu anh chị em nhóm sinh viên Công giáo Trung trí. Một người anh em mà tôi tin chắc chắn rằng anh chị em Hà Thành các bạn biết rất rõ. Vâng, xin giới thiệu anh chị em nhóm sinh viên Công giáo Thái Bình. Vâng, tiếp theo xin giới thiệu anh chị em nhóm sinh viên Công giáo Hà Nam. Vâng, tiếp theo xin giới thiệu anh chị em nhóm sinh viên Công giáo Nam Định. Tiếp theo xin giới thiệu người em út của Hội Sinh viên,
Mặc dù cậu ý là út của hội sinh viên, nhưng mà so với anh em ở đây thì có lẽ rằng chiều cao của cậu ấy hơn tất cả anh em chúng ta. Vâng, xin giới thiệu anh chị em nhóm Học viện Quản lý Giáo dục. Vâng, tiếp theo xin giới thiệu một người anh em rất xa xôi so với nhóm Hà Thành. Vâng, xin giới thiệu anh chị em nhóm sinh viên Công giáo Xuân Mai. Vâng, và một lần nữa xin một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng nhóm sinh viên Công giáo Hà Thành. Vâng, kính thưa thầy, kính thưa mấy chị em trong hội sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Rất vinh dự và may mắn cho Hà Thành được là một chi thể trong hội sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Có những người anh em luôn đồng hành và nhiệt huyết giúp đỡ. Trong ngày lễ truyền thống của chúng con ngày hôm nay, từ ekip truyền thông 3T của Tổng, rồi đến các anh chị sinh viên Công giáo, các nhóm bạn đã luôn luôn đồng hành giúp đỡ và gửi những lời hỏi thăm rồi hiệp thông cho chúng con. Điều đó thể hiện một tình liên đới hiệp nhất mà chúng ta luôn luôn hướng đến. Cái điều tuyệt vời đó, chúng con xin cảm ơn thầy, cảm ơn quý anh chị trong hội sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội. Và nhóm sinh viên Công giáo Hà Thành xin hứa sẽ luôn là một chi thể, là một thành phần luôn luôn nhiệt huyết tham gia và xây dựng hội sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội, để hội của chúng ta luôn luôn là một con tàu đức tin cùng với Đức Kitô và người lái tàu tài ba, đó là cha Linh Hướng, cha Paulo, Nguyễn Văn Kiều, sẽ luôn luôn để con thuyền của hội của chúng ta ra khơi và bình an trong Chúa và hướng đến cái cục đích mà Chúa mong muốn cho anh em chị em CV Công giáo của chúng ta. Xin cảm ơn ạ. Con xin được cảm ơn anh trưởng nhóm rất nhiều. Và xin mời quý vị chúng ta, quý công đoàn chúng ta hãy dành tặng một tràng vỗ tay để chúc mừng con tàu đức tin của nhóm sinh viên của hội sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội vừa qua trong ngày hôm nay. Và đặc biệt xin được chúc mừng của nhóm sinh viên Công giáo Hà Thành, xin được cảm ơn thầy cũng như các thành viên đại diện cho các nhóm rất nhiều. Xin được chân thành cảm ơn. Tổng giáo phận Hà Nội sẽ mang tới cho chúng ta tiết mục nhảy, tiết mục có tựa đề Tâm Điểm Yêu Thương.